Trước tình hình thiên tai phức tạp, hôm nay Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các địa phương chịu ảnh hưởng lên kế hoạch ứng phó. Trong đó ưu tiên việc kiểm tra, rà soát và di rời các hộ dân nằm trong khu vực bị ngập, bị chia cắt đến nơi an toàn. Thông báo các hộ dân sinh sống ở vùng hạ du về thông tin xả lũ để tránh thiệt hại, tổ chức ứng trực các lực lượng 24/24 giờ và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư để xử lý khi có yêu cầu khẩn cấp. Thưa quý vị, dù chưa vào giai đoạn rét nhất của mùa đông, song ở các khu vực núi cao ở miền Bắc đã xuất hiện băng giá. Đó là những dấu hiệu cho thấy thời tiết mùa đông năm nay có những biểu hiện lạ và sẽ tác động nhiều hơn đến cuộc sống và sản xuất của người dân nhiều hơn trong thời gian tới. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp để chống rét và ghi nhận tại tỉnh Yên Bái. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn có hơn 700 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông đang theo học. Những ngày giá rét, nhiệt độ xuống thấp từ 6 đến 10 độ C, trường luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để các học sinh được ngủ ấm, học tập trong các lớp đủ ánh sáng và kín gió. Cán bộ y tế học đường thường xuyên kiểm tra sức khỏe cũng như giữ ấm cho các em, đồng thời bổ sung thêm khẩu phần ăn. Thì nhà trường cũng đã thông báo tới phụ huynh học sinh, thứ nhất là mà có đủ áo ấm cho con em con cháu mình khi đến trường. Thứ hai, về phía nhà trường thì nhà trường cũng tuyên truyền cho các cháu học sinh cũng như là các thầy cô, kêu gọi các thầy cô là có thể thêm, có hỗ trợ thêm số áo rét cũng như là tất ấm cho các em khi mà các em không có đủ khi đến trường đến lớp. Dự báo trong những ngày cuối năm có thể nhiệt độ xuống thấp, sẽ xuất hiện băng giá. Ngành giáo dục huyện Văn Chấn đã tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh, đặc biệt là tại 8 trường phổ thông dân tộc bán trú và mầm non trên địa bàn. Chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường là có các cái biện pháp mà phòng chống rét như là chuẩn bị củi để cho học sinh sưởi ấm, thế rồi là chuẩn bị các cái lương thực thực phẩm dự trữ cho cái mùa đông này. Thế và đặc biệt là cho các em được ăn, nhất là đặc biệt là phải quan tâm đến các đơn vị trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc là các đơn vị trường phổ thông có học sinh bán trú cũng như là các đơn vị trường mầm non là sẽ chuẩn bị dự trữ lương thực thực phẩm. Tỉnh Yên Bái với đặc thù có nhiều huyện vùng cao, thường xuyên có rét đậm rét hại nên công tác chỉ đạo phòng chống đã được triển khai từ sớm. Ngoài việc đảm bảo sức khỏe cho người dân thì việc đảm bảo an toàn cho đàn gia súc lớn cũng hết sức quan trọng. Hiện người dân cũng đã có ý thức hơn trong việc giữ ấm cho đàn gia súc bằng cách chủ động che chắn chuồng trại và bổ sung thêm thức ăn cho trâu bò. Thì về cơ bản đến thời điểm này thì về nhận thức của bà con nông dân là có rất ý thức trong cái việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ đàn vật nuôi của mình, và đặc biệt đối với châu bò thì về cơ bản hiện nay thì đã quản lý, chăm sóc cũng như là dự trữ thức ăn cho châu bò. Những cái hôm mà thời tiết lạnh thì bà con cũng đã nuôi nhốt châu bò tại nhà và chủ động được nguồn thức ăn. Mùa đông mới chỉ bắt đầu và những ngày tháng rét mướt lạnh giá đang chờ người dân ở phía trước.